Xem nhá, phát này thì càng cho nhiều ra lại càng bảo nhiều. Phát này thì không phải bàn rồi. Thì không phải bàn rồi. Xem nhá. Úi giời ơi. Úi giời. Ai năng sướng phết. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay đi bắt cá bung suối. Hôm nay sẽ dùng cái màn để đi bắt nha. Đi dùng màn để bắt cá bung, cá bé. Nó phải có cái chỗ nó có đá như thế này. Bắt nó mới nhiều cá bung. Ở đầu thác, hoặc là cuối thác. Cuối thác thì nước chảy xiết hơn. Ở đầu thác thì nước nó chảy nó cũng bình thường thôi, nhưng mà vẫn có rất nhiều cá búng. Nhìn như này, nhiều đá như này, mình bắt đầu cậy những cái hòn đá lên này. Đây. Giờ đang chuẩn bị nha, chặt cây như này để tí nữa trúng cái màn lên này. Giờ trang bị cũng gần xong rồi đấy. Bắt đầu cạy hòn đá lên thôi. Xem cá có lên không nha. Phải cho mình rắc cái lực ra ăn xúc cái mớ bắn. Rắc cả. Mưa to tăng tới nó chắp mưa. Chắp mưa. Hui chắp cho đấy ô. Thế là ngõ hình lại ra luôn. Thế thì mình thấy cái mưa hay chứ. Chắn được. Chạy gà, chạy gà. Ở thuốc tâm này nữa. Mà khứ bởi đang lên, đang lên. Có này này. Khai với. Không, con chạy gà lên đấy. Có một con chạy. Số bà mì dạy ý khai. Quay khai mùi dạ. Số nhà khai nghe lại. Ủa dìa xui. Chạy gà. 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 Chạy đến đích rồi đấy. Con chạch thì xem đấy ạ. Con chạch con nào? Không quay ở dưới à? Có. Con chạch kia nó lỏ. Mưng bao rồi, mưng to, sẽ bứt to. Thì con nói thủ lại. กอกสูงเอาอีกอกสูงเก็บปลาเนาะเอาตีนน้ำหนึ่งนี่ก็เก้าปลาเนาะเลยหลอดคาบถึงลายเบื้องกุยานมือยี่กอกนี่เอ้ยเยอะเชื่อหมดฟัดไหนได้เจอไงไม่เจอดึงก็บ่าวคงเดือก
chưa? Còn hơn đấy. Thằng gì chỗ này à, mới lạ đấy. Đẹp đấy. Này con này, con này còn to nhất này. Con chạch không thấy nhỉ? Con chạch, chả biết nó chạy đi đâu. Bẩn rồ. Mi dạo vầy hèn nhỉ? Đi đi, đi xuống đi. Mi dạo sang sang. Đi xuống đi, đừng có làm chết. Đi xuống đi. Một mé bằng này, ra hạ luôn này. Cũng khá đấy nhỉ? Con này được gần một lạng này. Cái này được gần một lạng ấy. Cái này được một lạng quá. Cho vào. Chà chà chà, nó to sắc củ nó này sao. Bụi gì? Bụi. Tôi có 7 mét rồi, liêm bốn một mà. Đấy mình đi. Có mà rời hết. Cái tay gì đấy này. Đấy, chưa. Phát bằng này là đủ ăn rồi, làm gì nữa. Làm từ chục phát thế này là cũng thoải mái rồi đấy. Bắt đầu mé thứ hai. Mé thứ hai thì cho hai cái màn luôn. Cho hai cái màn. Hai cái màn xem nó có năng suất không. Ấy, nhân ta dưới mắt. Qua dưới mình. Sẽ qua dưới, qua cạnh. Đấy nội thì nhìn nó. Qua hết cầm dưới mình. Ông mới nặng. Ông mới thăng về chắc chứ mổ. Qua dưới mình. Ôi, chạy nhiều lắm. Phải từ từ thôi. Cậy cậy từ 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 từ. Từng tí một thì lên thôi. Thế mà mình cậy nhanh quá thì cá nó cũng chả kịp chạy hết đâu. Phải từ từ nó cho nó chạy từ từ. Đấy, một khoảng cách nó chỉ vừa rơi vào tầm hơn 5 mét rồi. 5 đến 6 mét rồi đấy. Góc đấy. Xuống đây. Xong rồi đổi dồn lên. Ở bên kia thì cho cái này, cho như cái này. Cho những cái trắng trắng như này vào để dồn cá vào và cái màn góc kia. Đấy. Kéo cơn nhỉ. Nhiều đấy. Ý, chạy nhiều ác. Tăng am hoài nha mơn à. Không mà mình biết nè. Chẳng bù lụm áo mưa quy qua mưa đi thả mưa. Ở đây đây. Đây này, con này nó cuồng cái này đi. Nhiều phết đấy. Đi mà lại đi, lạc đi. Đi một lại đi. Chứ vào nội. Ở đây này cuồng ơi. Nhiều đấy. Tiếp kia nhiều không? Con chạch. Con chạch được rồi. Con này được con chạch rồi. Bên này được con chạch đấy. Ấy giời ơi. Xem bên này cho nào. Ui, bên này nhìn lạc suất hơn đấy. Nhìn lạc suất hơn đấy. Nhiều ác, nhiều ác. Bên này, một phát nha. Dồn vào đây được cả con chạch nữa. Khám dính gì đi. Khám dính mặt hình tốt hơn. Đấy, một phát nhiều chưa. Một cân chưa, gần một cân đấy. Một cân đấy. Cái này phải lặng được rồi, không được rồi. Hơn hai lạng lên ba lạng rồi. Nhiều đấy. Nhiều đấy.
Đây là mẹ, mẹ thứ ba rồi. Cũng gần tới đích rồi đấy. Đi phát này đi xuống xa hơn, đi tiếp tận dưới kia, xong rồi dồn dọc lên. Đấy. Được bằng hai mẹ trước đấy. Đấy, biết chưa? Một lúc nữa là đầy cái này luôn gì nữa. Đây này. Để nó xuống thì cho nó chết. Cái này cho cửa nó cho như thế này. Nó đang tải. Cái này được 2 cân rồi đấy. 2 cân rồi. Vâng. Đấy nha. Giờ lên trên thôi. Giờ đi làm tiếp tục trên kia. À đấy vẫn phải mở xèo đấy. Giờ làm xong mẻ thứ 3 rồi. Xong rồi di chuyển đi làm trên tiếp thôi. Thấy nó nhiều cỡ vô cùng luôn. Thấy anh em thì cũng bắt đầu hưng phấn lên rồi đấy. Thì khả năng sẽ cố gắng từ giờ đến tầm 3 hoặc 4 giờ chiều sẽ đem đi ra chợ để bán này. Để cá nó tươi nguyên lên chợ bán thôi. Đấy.
lấy nhiều nhiều một tí, xong rồi lên chợ bán, xong rồi máy nữa lại bắt đầu tiếp tục làm tiếp. Đấy. Anh em nào xem video xong thì có thể ra suối làm thử. Nếu mà cảm giác suối có cá như thế này, ra suối làm thử chắc chắn 100% là được cá. Đó, chạch chiếc gì có thì cũng vào mà. Cái này khá bài nữa. Chỗ này nó ít đá quá. Mẹ quê à mẹ này? Mẹ này à, mẹ quê nha. Cái này trời thác. Thác này nước chảy xiết một tí đấy. Nhiều kinh khủng luôn. Trận cuối trên này 5 phút. ว่าไปนึ่งดีเด้สุว่าว่าขึ้นหน่อยนึ่งดีว่าขึ้นดีเฮ้ยช้างป่าเอ้ยช้างป่าเออมันหลุดมันหลุดมันมีตัวปลาโรตัวล้ามมาเน่เบิ่งดูเด้อมันกระตอกเด้อเข้ามาเยอะเข้ามาเยอะข้างในเป็นปลาโรนะเยอะข้างในนี่น่าจะถลวงนึงมาถลวงนึงปลาโรถลวงนึงเบิ่งตัวนี้เฮ้ยน้องคงว้าวน่าจะเป็นอะไรเหี่ยวขึ้น nhiều lắm nhỉ, 3 cân không? hơn 3 cân à? Còn 3 cân, 3 cân chứ, chắc chắn rồi. 3 cân nhiều đấy. Ba cân thôi, ba cân. Làm mấy phát, 4 phát rồi chứ? 5 phát. Năm phát. Ủa, kem tao phát từ kia này. Phát từ kia kem lỗ. Cái tao cái này. Phát tao cái này anh kem. Để đấy nha. Thôi, lấy rồi. Lấy rồi. Giờ đem đi bán thôi. Nếu có 3 giờ hơn 5 mé nữa cũng được.
chơi lên bà giữa bốn thì là hàng đây hàng cái cảng cái tà lắm cảng kia nữa. Giờ đem ra chợ bán thôi nha, kết thúc cuộc bắt cá ở đây thôi. Kết thúc trận bắt cá ở đây. Đấy, mình cũng sẽ kết thúc cái video này đây nha. Các bạn nhớ nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình. Cá bú to lắm. Còn bây giờ thì xin chào hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video lần sau nha. Ôi nu. Chị mà chị thảm thì bà ở cột biết mà ủ. Ủa, nó